Bệnh viện C là bệnh viện đa khoa hạng 1 có quy mô 700 giường bệnh với 31 khoa phòng. Để nâng cao sự hài lòng của người bệnh, thời gian qua, công tác tuyên truyền, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người bệnh, người nhà bệnh nhân và với đồng nghiệp đã được các đơn vị đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, bệnh viện đã triển khai và làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu giúp bệnh nhân được hưởng nhiều dịch vụ chất lượng cao tại chỗ. Không phải đi xa, làm giảm chi phí điều trị cho người bệnh. Hiện nay, bệnh viện đã làm chủ được các kỹ thuật cao như là can thiệp tim mạch và đặt stent động mạch vành, chụp động mạch vành, kỹ thuật thay khớp háng TP, BP, kỹ thuật nội soi khớp gối. Được bác sĩ tư vấn thì ông cũng thấy là các cái điều kiện nó cũng thuận lợi hơn đi xa về Hà Nội. Về Hà Nội là ông điều kiện nó cũng hơi khó khăn tẹo. Với điều kiện máy móc như thế này thì tôi cũng yên tâm. Thay đổi thái độ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Từ ban giám đốc đến toàn thể nhân viên y tế của bệnh viện thì luôn coi đây là vấn đề cốt lõi và phải thực hiện thường xuyên, liên tục, không mang tính hình thức, xuất phát từ cái nhận thức là thầy thuốc như mẹ hiền. Tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 2.000 bác sĩ, đạt tỷ lệ 16,2 bác sĩ trên 10.000 dân, hơn 6.600 giường bệnh, đạt 50,7 giường trên 10.000 dân. Bình quân người dân thăm khám, chữa bệnh đạt hơn 2,0 lượt một người một năm. Với phương châm hướng đến người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm cho hoạt động, các cơ sở y tế công lập và tư nhân đã triển khai thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, đem lại sự tin tưởng cho người bệnh khi đến khám và điều trị tại bệnh viện. Bên cạnh việc nâng cao trình độ của đội ngũ y bác sĩ, thời gian qua, các cơ sở y tế đã tập trung nguồn lực để hiện đại hóa trang thiết bị máy móc. Với nhiều nỗ lực, năm 2022, chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công tỉnh Thái Nguyên đạt 92,5%, năm 2019 là 74,2%. Kết quả trên cho thấy đa số người dân hài lòng về phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế và minh bạch thông tin trong cung ứng dịch vụ. Cái quan điểm là trước hết là chuyên môn tốt, cái thứ hai là tinh thần thái độ phục vụ tốt, và cái thứ ba là trang thiết bị tốt, chủ yếu là khám chữa bệnh bằng nguồn bảo hiểm y tế và người bệnh được bảo hiểm y tế chi trả, và bệnh viện thì rất ít thu những cái khoản ngoài bảo hiểm để cho bệnh nhân đỡ những cái khoản chi phí không cần thiết. Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song ngành y tế Thái Nguyên rất quyết tâm xây dựng và hoàn thiện hệ thống y tế đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, từng bước hiện đại, đảm bảo mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao, thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, giảm tỷ lệ mắc bệnh tật, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, nâng cao chất lượng dân số, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.